Đây thi công thực tế cái tấm tường bê tông nhẹ lico vua lắp ghép trên sàn của cái tấm bê tông nhẹ lico vua luôn. Thế bây giờ ở đây cơm có cần máy phát không? Dạ đây rồi. Có máy phát được thì tốt quá. Đây thi công chúng ta sẽ có hai điểm chốt này, một chốt dâu chữ L vào cột sàn kết cấu này và chốt dâu xéo xuống tấm sàn này, là hai vị trí mà chúng ta sẽ chốt dâu khi mà lắp ghép tấm bê tông nhẹ trên sàn tấm bê tông nhẹ nhé. Đây, chúng ta sẽ chốt cái dâu xuống sàn đóng xéo, đóng xuống này. Đó, để chỉ chốt dâu và một cái vị trí nữa là đóng một cái dâu chữ L để hàn kết cấu kia nữa kìa. Đây vị trí này thì anh em sẽ hàn đấm một kết cấu này. Đây ta sẽ đóng một cái dâu chữ L này, đóng kịch xuống phần kết cấu, tấp hẳn xuống mà nó hàn kết cấu giống như này. Đây nó chính là vị trí này, em thấy không? Đấy tức là đóng làm sao mà nó thấp hơn cái vị trí để tấm tiếp theo đè lên nó không bị cấn và lồi là được. Đóng hẳn vào xuống tấm nha anh em nhá. Dùng chất phi tám xoắn này này, anh em uốn hình chữ L, đầu đóng tấm, đầu hàn kết cấu, chắc đét luôn. Đấy, anh em cũng sử dụng một cái van này, van cho nó thẳng tấm nhá. Sau đấy anh em đóng dâu xéo. Thứ hai á? Hôm nay thứ hai. Đấy, sau đây vị trí này chúng ta sẽ hàn này, nhưng mà hôm nay là đang mất điện này, chúng ta chưa hàn được. Lắp ghép tạm, các anh lắp ghép tạm ở đây đâu. Có mấy cái vị trí mà chúng ta đặt chốt dâu này, vị trí này này, vam đốt dâu này. Và đặc biệt nữa, quan trọng nhất là cái mạch vữa này, các bạn để cho mình đây, mạch vữa này nó không để cho mình từ 6 ly 8 ly này. Đây. Đóng sâu xéo tấm nọ tấm kia 45 độ. Đấy, thế là xong các bạn. Đấy, cứ lắp ghép như vậy là chúng ta sẽ có những cái bức tường bằng sử dụng tấm bê tông nhẹ lico vua rất nhanh chóng và sạch sẽ như này. Các bạn thấy không? Rất nhanh chóng và sạch sẽ. Vữa thì đóng bao sẵn rồi, chúng ta chỉ việc hòa nước sạch và chúng ta thi công thôi nhé. Chúng ta chỉ việc hòa nước sạch và chúng ta thi công thôi, rất tôi chỉ là nhanh chóng sạch sẽ. Đây toàn bộ cái diện tích sàn là 200 m² sàn này, công trình này ở Lâm Thao Phú Thọ nhé. Đấy, loại 4G âm dương này, dài 1m22 này, là cái tấm hiệu quả nhất trong tất cả các tấm bê tông nhẹ bây giờ anh em nhé. Nhẹ, nhanh, sạch sẽ, 40 cân một tấm, hai người có thể thi công, luân chuyển vô thang máy này, luân chuyển lên các tầng, luân chuyển ngõ ngách này, rất cơ chỉ là nhẹ nhàng và tiện lợi các bạn nhé.